mày cảm ơn chú. Chào mày cảm ơn. Em nhìn vẫn đi làm bây giờ. Bao nhiêu đội ứng cứu rồi? Mỗi một đội đấy thì bây giờ nó tầm độ khoảng 20 người. 20, chia nó ra nhá, làm quyết liệt trong sơn đi nhá. Không khí tại trung tâm điều hành mạng lưới toàn cầu Genoc, nơi được coi là cơ quan đầu não của mạng lưới Viettel, căng thẳng liên tục trong suốt hàng chục ngày qua. Những con số liên tiếp được cập nhật trên hệ thống. Một trong những trợ thủ đắc lực của đội ngũ điều hành trước khi siêu bão Iagi đổ bộ chính là phần mềm phòng chống thiên tai phiên bản mới nhất 2.0 do các kỹ sư VTNet phát triển. Nếu như phiên bản 1.0 từ năm 2018 đã có các tính năng cơ bản như hiển thị bức tranh mạng lưới và đồng bộ vị trí xe ô tô qua V-tracking, dễ dàng nhìn thấy được các vị trí đội ứng cứu trên bản đồ, thì đến lần nâng cấp này, công cụ phần mềm được cải thiện hơn, có thể sử dụng trên máy tính và app mobile khi điều hành thiên tai và mất điện diện rộng. Phần cung cấp dữ liệu theo thời gian thực và phân tích tổng hợp thông tin cơ sở dữ liệu đa chiều, hỗ trợ công tác điều hành tối ưu nhất. Trước đây thì các cái công tác chuẩn bị trước bão là hoàn toàn là thủ công bằng tay, bằng Excel, bằng Word, rồi gọi điện, rồi cập nhật, gửi mail cho nhau. Hiện tại phần mềm nó đã số hóa toàn bộ các quy trình đấy. Nhân sự kỹ thuật ở dưới tỉnh sẽ nhìn được cái việc là gián đoạn thông tin có trên mạng lưới, có trạm nào lỗi, có thiết bị nào lỗi hay không, là các cái trạm có mất điện mà chưa chạy máy nổ, thì giao việc tự động để đảm bảo thông tin liên lạc. Cũng nhờ những thông tin, cảnh báo và tính năng từ phần mềm phòng chống thiên tai, trước thềm cơn bão đổ bộ vào đất liền, hơn 6.500 nhân sự có kinh nghiệm từ nhiều tỉnh thành được huy động để ứng phó, hơn 2.200 máy phát điện được bổ sung cho những khu vực có nguy cơ cao bị mất điện và chia cắt, gần 120 đội ứng cứu được điều động, 9 đoàn chỉ huy tiền phương được thành lập trực tiếp điều hành tại các tỉnh. Tất cả những hành động trên được thực hiện nhanh chóng, đầy đủ và có thể tự động giám sát tiến độ. Đây không phải là lần đầu tiên người Viettel chống bão, nhưng mức độ ảnh hưởng của cơn bão Iagi lớn hơn nhiều lần so với dự đoán và chưa từng có trong lịch sử mạng lưới Viettel. Cũng vì thế, công nghệ là cần thiết, nhưng tinh thần và ý chí của người Viettel lúc này là quý giá và mạnh mẽ nhất. Giữ gìn mạng lưới thì là cũng là điều là hết sức quan trọng, và thế nên là anh em chúng tôi là khi được điều động đi làm nhiệm vụ thì anh em nào là cũng quyết tâm là làm hết mình. Có những anh em là làm thông trưa, thông cả tối. Ngày 7 tháng 9, mưa lớn kèm gió mạnh ập đến các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình và nhiều tỉnh thành phía Bắc. Không chỉ viễn thông mà điện lực, hạ tầng đô thị, giao thông, các công trình kiên cố, những biểu tượng đáng tự hào của nhiều tỉnh thành cũng bị siêu bão quật ngã. Công an Hải Phòng báo cáo tình hình bão đổ bộ tại Hải Phòng. Hiện tại thì tòa nhà Viettel Hải Phòng đang mất điện, máy nổ tại tổng trạm hỏng, không cấp nguồn cho tổng trạm. Chúng tôi đã xây dựng được những kịch bản sẵn sàng để ứng phó với những cái kịch bản như vậy. Tuy nhiên, ngay tại thời điểm đó cũng phát sinh tình huống lỗi của cái máy nổ cung cấp cho tổng trạm tỉnh, và chúng tôi lại phải thực hiện cái phương án là giảm tải các cái thiết bị không ưu tiên để ưu tiên vận hành cho tổng trạm tỉnh. Trạm là nhà, cáp là con, nên giữa sự tàn khốc của thiên nhiên, nhìn những ngôi nhà của mình, những đứa con của mình bị tổn thương, lòng người lính kỹ thuật Viettel lo lắng, chăn trở hơn bao giờ hết. Vì nỗi đau ấy mà sự quyết tâm càng lớn, bản lĩnh càng vững vàng và sức mạnh cộng hưởng càng mạnh mẽ. Ở thời khắc bão tàn phá nhiều nhất, chúng ta cũng không thấy một phút giây nào người Viettel náo núng hay nản lòng. Cảm thấy rất là xót xa, hạ tầng mạng lưới đổ ngã. Nhưng vì một lòng ngôi nhà chung, mình và cùng đồng đội quyết tâm phục dựng lại hạ tầng mạng lưới sớm nhất có thể. Bao nhiêu ngày bão vào là bấy nhiêu ngày người Viettel không ngủ, tranh thủ từng giờ, từng phút để túc trực ứng cứu mạng lưới. Mỗi trạm BTS có sóng, mỗi tuyến cáp được thông,
nỗi lo cũng vơi bớt phần nào. Một cuộc gọi không liên lạc được trong lúc mưa bão cũng khiến khách hàng thấp thỏm, lo âu. Nên những người lính Viettel càng khẩn trương, dốc sức tìm mọi cách để hàng nghìn, hàng triệu cuộc gọi được thông suốt. Bây giờ chị gọi được tất cả các về con chị và các cháu thì chị rất mừng. Cảm ơn về bên Viettel và bên các anh chị em đã nhiệt tình và trong lúc khi chống bão, theo những người dân ở đây là rất mừng. Cơn bão Iagi đã đi qua, nhưng hoàn lưu bão tại các tỉnh Tây Bắc, nơi địa hình hiểm trở và đầy khó khăn, vẫn đang tiếp tục hoành hành. Những người lính Viettel trên tất cả các mặt trận vẫn chưa một ngày được ngơi nghỉ. Một trận lũ quét khủng khiếp ngày 10 tháng 9 đã vùi lấp toàn bộ thôn Làng Nụ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, để lại quang cảnh tan hoang và nỗi đau chồng chất. Ngay khi nhận được thông tin, đội ngũ kỹ thuật Viettel đã khẩn cấp vận chuyển thiết bị, lắp đặt trạm đặc biệt ngay trong đêm. 2 giờ 17 phút ngày 11 tháng 9, tức chỉ vài tiếng kể từ khi có lệnh xuất phát, trạm LCI 15611 đã phát sóng thành công, khôi phục hoàn toàn thông tin liên lạc tại khu vực bị cô lập. Hôm nay ở dưới này có sóng Viettel rồi, thì em mới gọi được cho các bác ở dưới trên. Và hiện nay cũng đang rất thuận lợi là đã có sóng điện thoại của Viettel. Và chúng tôi cũng đang thiết lập những cái đường dây chỉ huy kết nối từ quân khu tỉnh, huyện và tại cái địa bàn đang tìm kiếm ở đây. Sóng Viettel ở Làng Nụ là minh chứng cho truyền thống và cách làm của người lính Viettel. Đâu cần Viettel có, đâu khó có Viettel. Người Viettel không chỉ đang làm việc, đúng hơn họ đang chiến đấu. Mặt trận thiên tai không có tiếng súng, không có đạn bom, nhưng vẫn có tinh thần quả cảm, chấp nhận gian khổ, thần tốc xông pha và quyết liệt đến cùng. Mạng lưới ở các tỉnh Cao Bằng, Lào Cai, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái đã tốt lên từng giờ. Nhiều tỉnh đã quyết tâm khôi phục lại toàn bộ mạng di động chỉ từ 3 tới 5 ngày ngay sau khi bão đi qua. Cuộc chiến sau thiên tai sẽ chưa kết thúc. Người Viettel còn nhiều việc phải làm. Nhưng thiên tai đã không khuất phục được người lính Viettel, mà qua thiên tai, người Viettel lại mạnh mẽ hơn, đoàn kết hơn. Xin được mượn những lời nhắn gửi của Chủ tịch Tổng Giám đốc Tập đoàn gửi tới người Viettel để tạm khép lại phóng sự này. Những lời nhắn gửi động viên kịp thời của người đứng đầu tập đoàn chắc chắn sẽ là nguồn động lực to lớn, tiếp thêm sức mạnh cho đội ngũ người Viettel can trường, dũng cảm. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, vẫn sáng ngời phẩm chất người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam. Xin chúc các anh bình an trước muôn vàn thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và sớm được trở về đoàn viên bên gia đình, bên người thân, bên những đồng nghiệp trong ngôi nhà chung Viettel.